mọi người đã quay trở lại với kênh của Bóng Bay. Và nếu như bạn mới xem video của Bóng lần đầu tiên thì chào mừng bạn. Nếu mà bạn thích các video về chủ đề lối sống, vlog du học, những điều mà liên quan tới cuộc sống bình thường ở Mỹ, cũng như là makeup và skincare thì đừng quên subscribe kênh của Bóng Bay liền bây giờ luôn nha. Bóng luôn rất là vui khi mà Bóng có thêm nhiều thành viên mới trong gia đình Loonies của mình. Và sau khi mà đăng cái video tuần trước xong thì Bóng cảm giác rất là hạnh phúc luôn, tại vì Bóng nhận được rất nhiều chia sẻ của mọi người. Hơn nữa thì cũng có khá nhiều bạn là có cùng cái hoàn cảnh giống như Bóng, cho nên Bóng cảm giác là mình được đồng cảm rất là nhiều. Bóng hy vọng là trong tương lai thì Bóng sẽ làm thêm nhiều video về chủ đề này. Bóng sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề là sau khi tốt nghiệp rồi này kia nữa, cho nên các bạn đừng quên đón xem những cái video này nha. Và video ngày hôm nay thì tiếp tục nói về một trong những cái vấn đề rất là nhức nhối khác, đó chính là giảm cân. Nhưng mà cũng biết là vừa rồi thì tụi mình có cái đợt nghỉ lễ khá là dài, đặc biệt là ở Mỹ, đó là Christmas và New Year. Thì trong cái giai đoạn mà nghỉ lễ holiday này á thì thường là ai cũng sẽ ăn rất là nhiều, ăn giọng vô tới bụng nó phình ra, và Bóng cũng không phải là ngoại lệ. Do đó là Bóng rất là buồn khi mà Bóng nhận ra là sau cái đợt nghỉ lễ thì Bóng tăng 5 pounds, và Bóng đã quyết định là Bóng sẽ cho mình 3 ngày để mà lấy lại cân nặng trước đợt nghỉ lễ vừa rồi. Giờ Bóng sẽ cho mọi người xem tất tần tật những cái bữa ăn của Bóng trong suốt 3 ngày vừa qua, và để coi thử là cái progress của Bóng như thế nào nha. Rồi bây giờ thì tụi mình cùng vào xem video luôn. Ok, bây giờ là bữa ăn sáng đầu tiên trong hành trình của tụi mình, và cái mà Bóng ăn đó chính là bánh bao. Lúc đầu là Bóng tính ăn bánh mì toast với lại bỏ peanut butter lên, tức là bơ đậu phộng. Nhưng mà sau đó mới nhớ ra là mình có bánh bao mua từ hồi cuối tuần, và vì bánh bao khá là ngon và Bóng cũng thấy là nó có vẻ là sẽ phù hợp với nhiều bạn ở trong tình trạng giống Bóng mà đang ở Việt Nam á, nên Bóng quyết định là cuối cùng là sẽ ăn bánh bao. Và thay vì ăn nguyên một cái như thế này thì Bóng sẽ cắt một nửa ra và microwave nó ra ăn cái phần nửa đó thôi. Để coi thử là có cắt nhầm giữa cái trứng cút không nha. Hên quá. Bóng sẽ cắt cái phần một nửa này và ăn cái phần nửa còn lại. Itadakimasu. A few moments later. Xong bữa ăn sáng của ngày đầu tiên, giờ thì coi thử là buổi trưa thì sẽ như thế nào sao nha. Giờ ăn trưa đến rồi. Phần này thì Bóng không có quay cho mọi người thấy, nhưng mà Bóng có cắt theo một quả táo để mà ăn buổi trưa. Một trong những cái resolution, một trong những điều mà Bóng muốn làm trong năm 2019 đó là ăn một quả táo mỗi ngày, và Bóng đang thực hiện nó rất là nghiêm chỉnh. Vì vậy bây giờ tụi mình giống như là giết hai con chim bằng một cục đá. Không, một mũi tên trúng hai con chim, đó là tụi mình ăn táo thì vừa tốt chống ung thư mà nó còn là một buổi trưa rất là hiệu quả cho việc giảm cân của Bóng nữa. Mời nửa cái bánh bao Bóng ăn hồi sáng á, lúc đó là cỡ 8 giờ mấy á, bây giờ là 1 giờ trưa rồi mà Bóng vẫn chưa có thấy đói lại. Chứng tỏ là bình thường Bóng cũng không cần phải ăn hết nguyên cái mới cảm thấy no, mà ăn được cái là đã đủ năng lượng cho cả buổi sáng rồi. Bóng mới thấy cái này trên Nugget dễ thương lắm. Không có cái nào mà diễn tả Bóng một cách chính xác bằng cái hình này hết. Mọi người có ai giống vậy không? Miếng cuối cùng rồi. 2 hours later. Bụng đang reo. Bắt đầu đói rồi. Nhưng mà Bóng sẽ cố gắng không có ăn gì, đợi tới bữa tối rồi ăn luôn. Cố lên. Hai tiếng sau thì Bóng ăn tối rất là đơn giản với bánh tráng cuốn với rau và thịt turkey, tức là thịt gà tây, và Bóng xào với gia vị là teriyaki rất là ngon luôn. Nhờ trước đó thì Bóng có đi tập yoga. Và bonus thêm hình hôm đó là trời có 0°C thôi, rất là lạnh. Ok, bây giờ là ăn trưa và Bóng ăn đồ Thái. Nhưng mà cái phần này rất là to cho nên là có lẽ Bóng sẽ ăn một nửa thôi, rồi sau đó thì phần còn lại thì đem to go. Và I'm here with the lovely Sholly. We got green curry. She actually told me to take green curry because I always eat Penang curry. Yeah. And have my green tea because it's so cold. Mm-hmm. But now I want her food.
Yeah, my looks so good. And this is Pakimao, just so you know. No, yeah, I'm stuck. Thank you. Mới đang chưa về và bóng vô restroom tại vì bóng muốn đi tè, nhưng mà ô cũng khoe với mọi người cái outfit bóng mặc hôm nay nhân dịp một ngày trời rất là lạnh. Hôm nay chỉ có 1 độ C thôi và yeah. Dễ thương không? Giờ này mọi người cũng có thấy là lúc đầu bóng tính ăn một nửa cái phần đồ ăn của bóng thôi, tại vì ăn nguyên hết thì cũng khá là nhiều á, cái portion nó hơi bự, nhưng mà ngon quá cho nên là không dừng được. Kiểu này không biết là giảm cân trong 3 ngày sẽ đi về đâu đây. Và cho bữa tối ngày thứ hai thì bóng ăn chicken wrap, thì trong đó bóng có rau và chicken salad cuốn lại, ăn rất là ngon và cũng rất là healthy nữa. Bóng quyết định là sẽ ăn sandwich, nhưng mà thay vì là ăn 2 lớp bánh mì thì bóng chỉ ăn 1 lớp thôi. Và bóng sẽ ăn nó với bơ đậu phộng và turkey. Giờ tụi mình cũng bắt đầu toast cái bánh mì sandwich, rồi sau đó thì chỉ cần top bơ đậu phộng lên với turkey lên là xong. Rồi bánh mì thì đã toast xong trên chảo rất là nhanh. Wow, ngon chưa? Rồi giờ sẽ là bơ đậu phộng nè. Và loại bơ đậu phộng bóng ăn là loại crunchy, tức là bóng còn mấy cái hạt đậu phộng á. Bóng thích ăn loại này hơn tại vì ăn nó thú vị hơn là loại creamy. Có cái để mà cắn. Thêm 2 lát turkey lên. Nhanh gọn lẹ. Itadakimasu. Blood twist. Nếu mà biết bóng bay thì biết là bóng ăn nhiều, cho nên là sau khi mà ăn cái miếng sandwich đó rồi, bóng cảm thấy là mình nên ăn một chút thêm trái cây nữa để mà ngày hôm nay có đủ năng lượng để làm việc. Cho nên giờ ăn thơm nha. Và ở đây thì bóng có muối làm sốt rất là ngon. Ok. One eternity later. Chào mọi người. Chào buổi trưa, thì hôm nay bóng ăn chicken biscuit. It's huge though. Looks like that. I'm proud of myself today. I definitely feel it. Chắc là mọi người cũng đang rất là hào hứng muốn xem thử cái kết quả sau quá trình giảm cân 3 ngày của bóng như thế nào. Và như mọi người cũng thấy thì bóng không có giảm ăn quá nhiều, mà bóng chủ yếu đó là cắt cái portion của mình đi khoảng một nửa. Và đồng thời là bóng cũng ăn rất là nhiều rau quả và trái cây. Thật ra thì bình thường là trong mỗi bữa ăn bóng đều phải có rau hoặc là có trái cây kèm theo. Và đợt này thì chỉ là một trong những cái lúc mà bóng cố gắng ăn nhiều rau hơn là những cái khác trong cái phần ăn của mình. Tất nhiên là không phải bữa ăn nào nó cũng được ideal, tức là được lý tưởng như vậy. Nhưng mà nhìn chung thì bóng cũng khá là hài lòng. Và sáng nay thì bóng rất là hào hứng chuẩn bị cân mình, tại vì bóng cũng cảm giác là cơ thể mình rất là nhẹ nhàng và cảm thấy là bụng nó bớt to này kia. Nói chung là bóng cảm giác là cái việc giảm cân này khá là hiệu quả rồi. Ngoài ra thì bóng, nhưng mà cũng thấy là bóng có tập yoga 2 ngày một tuần, và trong 3 ngày vừa rồi thì bóng tập yoga hết 2 ngày rồi. Chỉ có riêng một cái là tối qua thì bóng không có quay cái cảnh bóng đi tập yoga thôi, nhưng mà bóng có tặng. Ngoài ra thì bóng cũng đi bộ nhiều hơn rất là nhiều. Nói chung là tinh thần này rất là cao, muốn cân thử là mình nặng bao nhiêu. Tuy nhiên có một tin cực kỳ buồn là sáng nay khi mà bóng vào nhà tắm thấy mà bóng cân mình thì bóng nhận là cái con biến đâu mất. Lý do là vì cái con mà bóng dùng bữa giờ là của roommate của bóng. Thì roommate đó chuẩn bị chuyển nhà, move out, chuyển đi chỗ khác, cho nên là đang pack đồ này kia. Và hình như là bạn roommate đó quyết định là dọn đồ trong restroom
vào sáng hôm nay hoặc là tối hôm qua gì đó. Nói chung là sáng nay bóng dậy bóng không tìm thấy cái con ở đâu hết. Và bạn roommate sau đó thì hiện giờ không có ở nhà, cho nên bóng cũng không thể nào mà hỏi để mà lấy cái con ra rồi con mình được. Nên bóng thật sự rất là xin lỗi mọi người. Bóng không ngờ là nó lại diễn ra như vậy luôn. Nhưng mà nhìn chung thì bóng nhận ra đó là cái việc giảm cân đối với bóng nó không có khó, tại vì thường thì cân nặng của bóng nó lên xuống rất là nhiều. Khi mà bóng đã kiểm soát được cái khẩu phần ăn của mình thì thường là cân nặng của bóng nó sẽ về lại mức ổn định, mức bình thường. Cuối cùng thì cái message, cái thông điệp mà bóng muốn nói trong video ngày hôm nay đó là mọi người có thể enjoy, có thể ăn uống thoải mái rất là nhiều, như vậy thì rất là tốt, tại vì ăn được ngủ được là cái chìa khóa để cho mình có một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên cái mà bóng muốn nhắn nhủ đó là đừng quên kết hợp tập luyện thể dục thể thao nếu được. Như bóng thì tập yoga, thì miễn là có vận động là sẽ cảm thấy rất là tốt. Và ngoài ra lúc mà ăn uống thì tụi mình nên chú ý ăn đủ chất. Trong một quan thì vừa phải có chất xơ, chất tinh bột và có protein nữa. Ngoài ra cái quan trọng nhất đó chính là để muốn giảm cân thì nên kiểm soát cái khẩu phần của mình, đừng có bao giờ ăn quá độ, tại vì ăn quá độ rất là không tốt cho bao tử. Bao tử sẽ làm việc rất là mệt mỏi luôn, cho nên là ăn đúng bữa và ăn cái khẩu phần ăn sao đó mà miễn mình cảm thấy là no cỡ 80% là được rồi, không cần phải fill up nó quá nhiều. Rồi sau đó thì cảm thấy là bị mệt sau khi ăn uống, cái đó là một trong những cái rất là nên tránh. Chung quy là vậy, và cuối cùng thì bóng chỉ muốn chúc tất cả các bạn, đặc biệt là những bạn học sinh mà còn đang sống với gia đình đó, là từ đây đến Tết thì sẽ giảm cân được nhiều và cứ ăn theo cái kiểu mà bóng nói, ăn đủ chất, đặc biệt là ăn nhiều rau và nhiều trái cây và ăn cái khẩu phần ăn nhỏ lại. Vậy thì bóng nghĩ là ngay cả khi bạn sống với ba mẹ thì cũng không có quá khó để mà giảm cân đâu, tại vì ba mẹ sẽ hiểu mà và sẽ hỗ trợ bạn, giúp đỡ bạn giảm cân trước khi Tết, để mà các bạn luôn cảm thấy tự tin về cái thân hình của mình và sẽ ăn Tết thiệt là ngon và thiệt là vui. Rồi, bye bye mọi người. Bóng hẹn gặp mọi người vào video tuần sau và bóng yêu mọi người rất là nhiều luôn. Cũng đừng quên follow bóng ở trên Facebook và Instagram ở địa chỉ là The Good Bird luôn, để mà luôn cập nhật về cuộc sống của bóng. Đặc biệt là giống như hồi nãy mọi người có thấy lúc mà bóng đi tập yoga thì bóng cũng cứ đăng lên Instagram cho mọi người xem. Cho nên là đừng quên follow bóng ở trên đó, rồi subscribe kênh của bóng bay nữa. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào video lần sau nha.